nơi tĩnh lặng tuyệt đối. Có những giây phút tĩnh lặng đi cùng với an yên, và mỗi khi ta an yên, ta lại cảm nhận được sự tĩnh lặng đang hiện hữu. Trong chính sự tĩnh lặng đó, ta bắt đầu nhận ra có một sự vượt thoát, sự ra khỏi hình hài này, tâm trí này. Và trong sự vượt thoát này, ta thấy mình với cái toàn thể dường như là một, không có sự tách rời. Càng tiến đến gần chỗ tột cùng với sự tĩnh lặng, ta thấy hình hài này càng nhỏ bé đến mức nó hóa thành không. Không còn hình hài này nữa, chỉ còn lại một tâm thức nhận biết bao la, sáng ngời. Lẽ nào đây chính là điểm người Hindu giáo gọi là đại ngã, người Phật giáo gọi là vô ngã. Ngay chính nơi tĩnh lặng tuyệt đối này, đại ngã chính là vô ngã, mà vô ngã cũng chính là đại ngã. Ngay nơi tĩnh lặng tuyệt đối này, tất cả đều là nhiệm màu, bình an và phúc lạc. Tĩnh lặng và bình an đang có mặt bây giờ, nơi tĩnh lặng tuyệt đối, vượt thoát không thời gian.